cướp đó. Bên chung cư giờ bị kiểu xe đậu lâu lâu á cái bị chết bình nữa. À. Ngon anh? Hả? Ngon. Nửa tháng lương à? Im liền. Chết điện hả? Ờ. Phong phải không? Ờ. Hả? Em nhìn thằng lính thấy được. Ok, chào hẹn lại mọi người video sau. Nhớ like đăng ký hãy tiền ủng hộ chiếc xe tiền dừa và xe tiền. Bye bye.